khoảnh khắc nhiều nhà dân bị sạt lở xuống kênh ở Đồng Tháp gây hoang mang. Đoạn sạt lở dài 30 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét, làm đổ sụp 135 mét vuông đất xuống kênh tại tỉnh Đồng Tháp, gây ảnh hưởng đến lưu thông và uy hiếp nhiều nhà dân. Đoạn sạt lở trên tuyến bờ Tây kênh Cần Lố, đoạn chợ Nhị Mỹ, thuộc xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 12 tháng 5, dài 30 mét, sâu vào bờ từ 4 đến 5 mét. Sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng uy hiếp 5 căn nhà của người dân, 135 mét vuông đất tại khu vực sạt lở bị rơi xuống kênh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông vì mặt đường bờ Tây kênh Cần Lố chỉ còn rộng hơn 1 mét. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Cao Lãnh và xã Nhị Mỹ đã đến hiện trường kiểm tra, đồng thời chính quyền địa phương cũng đã làm rào chắn cảnh báo sạt lở, tạm thời cấm phương tiện xe qua lại nhằm hạn chế sạt lở thêm cũng như để đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực sạt lở. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh cho biết, trước mắt địa phương sẽ nhanh chóng thực hiện gia cố tạm thời bằng biện pháp đóng cừ, thả bao cát nhằm giúp ổn định chân bờ, ngăn chặn tình trạng sạt lở thêm. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành có liên quan xem xét hỗ trợ địa phương khảo sát thực tế cũng như kinh phí để khắc phục khu vực sạt lở và khu vực có dấu hiệu sạt lở trên địa bàn xã Nhị Mỹ. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.